Các giới trong xã hội Nga phản ứng bình tĩnh về lần cải tổ chính phủ này của Putin. Chủ tịch Duma Slezhenyov cho rằng sự biến động nhân sự chính phủ lần này là tự nhiên, mang ý nghĩa Putin đã bắt đầu thực hiện quyền hành mới. Kết quả điều tra xã hội cho thấy tỷ lệ ủng hộ xã hội của quyền Tổng thống Putin vẫn tiếp tục tăng lên. Theo kết quả thăm dò dân ý do Trung tâm thăm dò dân ý toàn Nga tiến hành, thì nếu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra sớm, Putin có thể giành được 56% sự ủng hộ của cử tri đánh bại đối thủ ngay trong vòng bầu cử đầu tiên. Cuối năm 1999, tỷ lệ ủng hộ Putin là 49%, đứng thứ hai là Yuganov với 18%. Nguyên Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo Liên minh Tổ quốc Toàn Nga Primakov, đứng thứ ba với 9%. Lãnh đạo đảng Yabloko, Yablinsky, giành được 3% số phiếu, còn thị trưởng Moscow, Luskov chỉ được 1%. Dư luận phân tích cho rằng, chỉ trong vòng 20 ngày cầm quyền, Putin đã nhiều lần tiến hành điều chỉnh nhân sự, chủ yếu xuất phát từ những tính toán sau. Thứ nhất, vừa đẩy mạnh công tác tài chính và kinh tế, vừa hỗ trợ Putin tập trung tinh lực nắm việc lớn. Mười ngày đầu đảm nhận quyền Tổng thống, Putin đã tiến hành một loạt thay đổi nhân sự, thể hiện một cách rõ ràng việc ông ta chú trọng công tác tài chính và kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính phủ, đặc biệt là hiệu quả công tác trong lĩnh vực kinh tế. Putin hiểu rằng cần thiết trọng dụng chuyên gia đàm phán như Kasyanov bởi vì chính phủ của ông sau mấy tháng nữa sẽ phải đối mặt với thời kỳ rất gay go. Năm 2000, Nga phải trả nợ nước ngoài 10,2 tỷ đô la, trong đó 3 tỷ đô la phải trả hết trong quý 1. Khi còn làm bộ trưởng tài chính, Kasyanov đã cảnh báo nếu không nhận được khoản vay nước ngoài mới, Nga dường như không thể gom được một số tiền lớn như vậy. Hiện nay, IMF đã đình chỉ viện trợ cho Nga từ chối thanh toán khoản vay cuối cùng là 4,5 tỷ đô la. IMF cho rằng nguyên nhân chính thức là do tốc độ cải cách kinh tế của Nga là chưa đủ. Ngoài ra, hành động đó cũng giúp Putin có thời gian chuẩn bị trước khi bầu cử. Theo lời của Putin, cải tổ nội các mang tính lâm thời, xuất phát từ những tính toán của giai đoạn bầu cử. Công tác chính phủ thời gian này không nên buông lỏng. Putin nhấn mạnh, những thay đổi này rất nhỏ, trên thực tế sẽ không xúc phạm đến bất kỳ ai ngoài ra như quyền tổng thống putin giải thích một trong những nguyên nhân thay đổi nhân sự là do vừa làm nguyên thủ quốc gia vừa kiêm thủ tướng chính phủ nên putin bây giờ không thể không dành phần lớn thời gian ở điện kremlin trong bối cảnh như vậy putin cho rằng để bộ trưởng tài chính kasianov làm người điều hành công tác chính phủ là tương đối lý tưởng bởi vì kasianov có năng lực và kinh nghiệm trên lĩnh vực này yensin từng nói công lao của kasianov với tư cách là bộ trưởng tài chính trong cuộc đàm phán với imf là không thể phủ nhận. Vị Bộ trưởng Tài chính Kasyanov đã trở thành Phó Thủ tướng thứ nhất duy nhất, người điều hành công tác chính phủ đúng đắn, một người được Putin hoàn toàn tin cậy để giao phó công việc gia đình. Điều này hiển nhiên có thể giải thoát Putin khỏi công việc bận bịu cụ thể để tập trung tinh lực nắm đại cục và đại sự, đặc biệt làm tốt các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Khi phân tích việc thay đổi nhân sự và bài phát biểu về chính sách tài chính kinh tế với thành viên nội các, các chuyên gia nhất trí cho rằng Tất cả điều này đã chứng minh chính quyền Nga hiện thời dự định vẫn kiên định tuân theo nguyên tắc chủ yếu là phải đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia vào năm tới. Một điểm nổi bật khác, song song với việc nỗ lực vực dậy các xí nghiệp sản xuất trong nước, Putin và các thành viên nội các sẽ tiếp tục thực hiện phương châm cải cách thị trường. Thứ hai, thực hiện vững chắc việc thoát khỏi đường lối Yeltsin, giành được liên minh ủng hộ rộng rãi cho cuộc bầu cử tổng thống. Khi vừa đảm nhận quyền Tổng thống, Putin từng tuyên bố nhân sự chính phủ không thay đổi. Nhưng rất nhanh, Putin đã bắt tay cải tổ nội các. Trong sự thay đổi nhân sự lần này, điều gây chú ý lớn nhất là Phó Thủ tướng thứ nhất Asnenko bị giáng chức. Tuy vẫn được giữ lại trong nội các, nhưng chỉ làm Bộ trưởng Giao thông, mất đi ảnh hưởng trong nội các. Asnenko là thân tín của Yeltsin và là chỗ dựa cuối cùng cho giới đầu sỏ chính trị. Sau khi Stepanov bị cách chức Thủ tướng. Asnenko chuyển sang nắm chính sách kinh tế Nga và được thân tín của Yeltsin cho là ứng cử viên thủ tướng và tổng thống tương lai. Nhưng Putin không hài lòng về quan hệ giữa Asnenko và giới đầu cơ chính trị. Đặc biệt sau khi ông này nhúng tay vào vấn đề nhân sự của công ty dầu khí tư nhân đã đánh mất hết lòng tin của Putin. Sau khi Asnenko bị giáng chức, các thân tín của Yeltsin đã mất hết chỗ dựa trong nội các. Ngoài ra, chiến hữu của Yeltsin, tránh văn phòng tổng thống cũng bị bãi chức theo Putin, ông sẽ đảm nhận chức thư ký Hội đồng Liên minh Nga-Belarus. Liên hệ với việc điều chỉnh nhân sự trong văn phòng Tổng thống, có thể thấy đây là bước chuẩn bị nhân sự chính phủ trong tương lai. Mặc dù Putin ít điều chỉnh nhân sự, nhưng xu thế rõ ràng thoát khỏi đường lối của Yeltsin thể hiện quyết tâm kiên cường trong việc xây dựng thể chế mới, phản ánh mong muốn cải cách của chính phủ Nga. Động tác điều chỉnh nhân sự trên của Putin vừa tỏ rõ quyết tâm làm công tác tài chính kinh tế, vừa thể hiện hành động thực tế của Putin nhằm thoát khỏi đường lối của Yeltsin và cái bóng của gia tộc đó. Như vậy có thể tăng cường lòng tin đầy đủ của dân chúng và Putin, đặc biệt sẽ giành được sự ủng hộ của phái phản đối Yeltsin, phái cộng sản, có lợi cho việc hình thành phái liên hiệp ủng hộ Putin. Thứ ba, từng bước thay máu giai đoạn hiện nay cố gắng giảm bớt tác hại của thế lực gia tộc. Dư luận cho rằng Putin rất thận trọng trong vấn đề sắp xếp nhân sự. Việc thay đổi nhân sự sau khi lên nắm quyền vẫn chưa giải bớt được thế lực gia tộc. Danh sách những người bị cách chức và chuyển công tác khác chưa thay đổi toàn bộ tương quan lực lượng, thế lực gia tộc chưa hề bị giáng đòn nào. Quyền Tổng thống nhớ rõ lời khuyên chân thành của các bên. Nếu chỉ có trông chờ vào Chechnya thì không thể bảo đảm cho cuộc bầu cử Tổng thống giành được thành công. Khi giải quyết vấn đề chính phủ, trên thực tế putin đã tăng thêm vài hệ số bảo hiểm cho danh tiếng của mình tạo khoảng cách nhất định so với thế lực gia tộc vì vậy sẽ giành được sự ủng hộ của các lực lượng khác putin rất thận trọng trong việc điều chỉnh nhân sự có thể thấy putin hy vọng cài cắm người của mình vào các vị trí then chốt nhằm phát huy vai trò trong chính phủ ổn định sau này trong văn phòng tổng thống chứ không phải trong chính phủ tạm thời hoặc mang tính quá độ này những người putin bổ nhiệm trong điện kremlin chủ yếu là người xanh petersburg và chiến hữu ở Cục An ninh Liên bang. Đó là cách thức lựa chọn cán bộ rất riêng của Putin. Việc bổ nhiệm không gây sự chú ý nhiều, nhưng đối với Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Sergei và Dmitry, những người đồng hương rất trung thành của Putin, thì đó là một ví dụ trực tiếp nhất. Họ đều là những người ít tiếng tăm, không quen suốt đầu lộ diện. Do vậy thấy rằng, việc dùng người của Putin đã áp dụng chiến thuật thay máu từng bước.